Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714 444 9999 Thách bạn so sánh Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời Hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền khám răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ một đồng cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng với lại Nhi Huyền và Lê Thái à, chúng ta biết rằng là ngoài tự nhiên thì cái loài ong thường thường là à, nó đúng dùng một cái đúng từ mà chúng ta sử dụng cho loài ong có là nó ăn chay đúng không chị có ừ. nghĩa là nó dùng cái vòi nó để nó hút mật của những cái nhụy hoa ở bên trong yeah. đi tìm hết tất cả các loài hoa của cây này cây kia để hút mà đem về và nuôi sống những cái con ông chú ông thờ này nọ để ừ. làm ra những cái ông mật để làm mật để mà cho chúng ta đúng ừ. không à, nhưng mà chị như hiện có bao giờ nghĩ rằng con ông nó ăn thịt không không, không, không chị không có nghĩ dạ vâng và ngày hôm nay thì à, em nghĩ rằng rất là nhiều người người ta cũng nghĩ rằng con ong ấy chỉ có ăn cây à, thôi đúng nó ăn rồi. hoa ăn mật này nọ thôi nhưng mà ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về một cái loại ong ở Costa Rica thưa quý vị loại cái loại ong này thì nó đặc biệt nó chỉ có ăn thịt thôi thưa quý vị wow. à, và trên màn ảnh thì à, bên phòng kỹ thuật cho sẽ cho quý vị xem hình ảnh con ong này à, cái thưa quý vị ở Costa Rica thì à, có một cái con ong người ta gọi là con ong kền kền nó chứa những cái vi khuẩn khác so với những cái con ong mà ăn chay giúp cho nó có thể nó tiêu hóa được thịt thưa quý vị. Và ong thì thường là nó không có cái ăn thịt. Tuy nhiên thì một cái loại ong không vòi đốt ở Costa Rica nó tên là con ong kèn kèn mà chúng ta đặt theo tiếng Việt á. Nó đã tiến hóa thêm nó có răng nó để cắn thịt luôn thưa quý vị và nó có ruột giống như cái con kèn kèn ở các loài hơn ở các loài ong khác và theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Empire hôm ngày 23 tháng 11 vừa qua thì những con ong này được gọi là con ong kèn kèn bởi vì nó có cái ruột giống như kèn kèn. Và đây là cái loài ong duy nhất trên thế giới có thể sử dụng cái nguồn thức ăn không phải từ thực vật mà một cái sự thay đổi đáng chú ý trong nó là cái thói quen ăn uống của nó là nó nó lại ăn thịt được thưa quý vị. Và theo Dr. Yaniga, nhà côn trùng tại đại học California ở Riverside cho biết các chuyên gia người ta cho rằng cái con ong kèn kèn này nó tiến hóa thành sinh vật ăn thịt để nó thoát khỏi cuộc cạnh tranh mật và phấn hoa khốc liệt mà tất cả những cái con ong khác nó đang nó đang phải đấu tranh và chế độ ăn không phải là cái điểm kỳ lạ duy nhất của cái loài ong kèn kèn này à, nó dù không nó không có thể đốt thưa quý vị và nó không phải tất cả các con ong kèn kèn đều không có khả năng tự vệ và nó có nhiều cái nhiều cái giống khác nhau à, và nó có thể là nó vô hoại và nó hoàn toàn nó không có thể cắn thậm chí là nó có thể nó tiết ra một cái số chất gây phòng rợp trong hàm khiến da chúng ta nổi lên những cái rợp đau đớn nhưng cái con ong này thì nó lại làm nó 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 có thể nó gây ra những cái vết 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 phỏng như vậy và với chế độ ăn đặc biệt thì các nhà khoa học người ta băn khoăn rằng là liệu cái con ong cành kềnh này nó có hệ vi sinh đường ruột khác với ong ăn chay hay không và để điều tra thì những cái nhà khoa học này người ta treo thử một cái mồi nhữ gồm những cái miếng thịt gà sống ở trên cành cây và người ta bôi cái thuốc chống kiến tại nhiều cái địa điểm ở cả miền bắc và miền nam ở costa rica và cái mồi nhữ nó đã thành công trong việc là thu hút ong kềnh kềnh và các loài ăn xác thối khác nhờ đó thì nhóm nghiên cứu này người ta nhận thấy rằng là con ong kềnh kềnh thưa quý vị nó tích trữ thịt trong những cái chiếc giỏ nhỏ ở chân sâu thứ mà con ong không vòi đốt thường dùng để mà lấy phấn hoa nó vo tròn lại ở hai cái chân sau đó thì có con ong này thay vì ừ. nó vò phấn hoa thì nó lại tích trữ thịt ở ở hai cái chân đó, wow. nó vo tròn cái miếng thịt lại ở hai cái chân sau. À, và wow. nó có giống như là một cái vỏ đựng thịt gà nhỏ ở trên hai cái chân của nó vậy. Và khi mà so sánh cái ong kèn kèn uh, ăn thịt với các ông ăn cả thịt lẫn hoa thì con ông chỉ ăn phấn hoa thì nhóm người ta phát hiện ra rằng á, là những cái thay đổi lớn trong cái hệ vi sinh đường ruột của những cái con này là cái con ong kềnh kềnh thưa quý vị nó chứa nhiều cái vi khuẩn chứa axit nhiều hơn và đây là những cái vi khuẩn mà cái họ hàng của chúng không có những vi khuẩn này nó tương tự giống như là những cái men tiêu hóa mà được tìm thấy ở trong cái phần tiêu hóa của con kềnh kềnh hay con linh cẩu hoặc là động vật ăn xác thối khác và được giúp được giúp để mà cho những cái con này nếu như mà nó ăn những cái thịt đó mà nó có bị rỡ, bị thối rửa, bị vi khuẩn đó thì nó lại bảo vệ cái hệ tiêu hóa con đó nó không bị gây mình bệnh bệnh. Uh -huh. Đó. Và người ta nói rằng là um, cái vi khuẩn trong cái ruột kình kình nó có cái chất là Lactobacillus và vi khuẩn trong cái thực phẩm lên men của người và Canobacterium là vi khuẩn nó liên quan đến quá trình tiêu hóa thịt và các nhà nghiên cứu người ta đã hoàn thành cái nghiên cứu ban đầu và đang tìm hiểu thêm về cái vai trò của cái vi khuẩn đối với sức khỏe tổng quát của các con wow. ông cành cành này và à, thật sự đây là một cái thông tin rất là lạ mà lê thái thấy rằng nhiều người người ta chắc chắc chắn cũng giống như lê thái có nghĩa ừ. là không biết về thông tin này chúng ta chỉ nghĩ là những con ông nó chỉ nó ăn chay thôi ăn chay thôi hoặc uống hút, hút mật, mật thôi, mật thôi. Uh -huh. nhưng mà trên thực tế thì lê thái cũng biết một cái vài con ông nó vừa hút mật hoa nó vừa, ăn nó vừa ăn thịt có nghĩa là nước ăn những cái con côn trùng khác ví dụ như là uh, kền kền hay là những cái con thằng lằng hoặc là những cái con mà uh, côn trùng khác thôi thưa quý vị uh -huh. nhưng mà riêng cái con ong kền kền này nó lại đặc biệt là chỉ ăn ăn thịt, ăn thịt thôi wow. và nó vo cái viên thịt lại tròn tròn ở hai cái chân sau của nó y chang những cái con ong mà nó nó hút phấn hoa nó do tròn những cái phấn hoa ở phía sau chân nó đây một điều rất là thú vị mà lê thái muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay ờ à, mà chỉ có cái câu hỏi là không biết cái mật của nó như thế nào hả đó cái đó là cái lê thái cũng cũng đang tìm hiểu đây dạ. à, và hy vọng rằng trong chương trình cà phê sáng à, cuối tuần à, sắp tới thì lê thái cũng sẽ tìm hiểu thêm những cái thông tin dạ. về con ông này về cái mật của nó như thế nào để cho à, là, là cái cách mà sống... dạ, dạ. cái đời sống của nó cái sinh hoạt của con ông này ở trong cái quần thể của nó như thế nào thì lê thái và như huy cũng sẽ gửi đến quý vị trong chương trình cà phê sáng à, cuối tuần sắp tới Cảm ơn Lê Thái, bản tin đó rất là thú vị và cũng được tìm hiểu và học thêm về những cái con ong thưa quý vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà Nhi biết con ong nó ăn thịt á. Và bản tin kế tiếp đó là quý vị mà đi lên trên đao thao của Los Angeles thì Staples Center đó là một trong những cái home thao, cái home cho những cái đội lecker và những cái đội thể thao chuyên nghiệp chơi. Và hiện tại vào tuần vừa rồi họ đã công bố rằng họ sẽ chuyển tên không còn là Stable Center nữa thưa quý vị. Trung tâm Stable Center của Los Angeles đang chuyển tên thành Crypto.com Arena. Arena dịch ra có nghĩa là trường đấu đó thưa quý vị. Thỏa thuận quyền đặt tên trong vòng 20 năm được công bố trong tuần vừa rồi bởi chủ sở hữu đấu trường AEG đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Stable Center đã giữ tên đó kể từ khi cơ sở có 20.000 chỗ ngồi mở cửa vào năm 1999 và là nhà là home thao của một số thể thao chuyên nghiệp đó là bao gồm Los Angeles Lakers, Clippers của NBA, LA Kings của NSL. Khi tiền điện bùng nổ về giá trị và cái hàng chục công ty xuất hiện để mà đầu tư mua bán về cái loại tiền số kỹ thuật thì crypto, Tacom là một những công ty lớn nhất nền tảng và trao đổi crypto currency được thành lập vào năm 2016 và có công ty có trụ sở tại Singapore đã ký các thỏa thuận thể thao khác trong những năm gần đây, bao gồm cả việc trở thành tài trợ tiền điện tử chính thức của Ultimate Fighting Championship và đua xe. Tên và logo sẽ có hiệu lực vào ngày Giáng sinh, mang lại cho Crypto.com một ánh đèn. À, bây giờ, Laker đã tiếp Brooklyn ở trên ABC và họ sẽ sở hữu cái um, trường đấu này thưa quý vị và du khách sẽ thái những cái bản hiệu sẽ đổi tên không còn là Stable Center nữa và các điều khoản tài chính chưa được tiết lộ theo ESPN báo cáo báo cáo cho biết rằng Crypto.com đang trả 700 triệu đô la cho quyền đặt tên khiến nó trở thành một trong những thỏa thuận uh, giàu nhất và mắc tiền nhất ở trong sự kiện lịch sử thể thao thỏa thuận cũng nêu tên Crypto Crypto.com là đối tác nền tảng tiền điện tử chính thức của Lesker và Kings. Đặt tên cho những đấu trường dễ nhận biết trên nhất thế giới chắc chắn giúp nâng cao nhận thức về tiền số quỹ thuật về stock. Gần đây, người chơi thể thao Los Angeles Shohei Hotani tuyên bố anh ta sẽ tham gia giao dịch tiền điện TFTS với tư cách là đại sứ toàn cầu và nắm giữ cổ phần của công ty. FTS được SoftBank hậu thuẫn và tích cực chi tiêu để có một danh sách của các nhà tài trợ hạng A, bao gồm tiền vệ NFL, huyền thoại những những nhà đấu như là Tom Brady là theo đấu rất là vô địch ở football, và vợ là Giselle Bouchard bảo vệ Golden State Warrior của Stephen Curry và đội bóng rổ nước của Nam Đại học Captain C và tiền vệ Trevor Lawrence ở Chesville Chawar. FTS hiện cũng đang nắm giữ quyền đặt tên cho đấu trường sân nhà của Miami Heat cũng như sân bóng đá tại Úc Berkeley là một phần thỏa thuận của Major League Baseball và trọng tài. Bên cạnh đó, hiện tại những cái tiền mà giao khoán Crypto.com đó là những nơi mà người ta chơi stock mua tiền ảo đó thưa quý vị, là tiền điện tử đó. Thì họ đang đầu tư vào những cái nhà thi đấu thể thao để mà họ sponsor cho Laker và cho những cái chuyên nghiệp thể thao ở tại Los Angeles. Dạ vâng và cảm ơn chị Như Huyền và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng cuối tuần nhiều về Lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho lại Bạn có nhớ không khi bạn bị bong gân mắt cá chân mẹ sẽ an ủi động viên bạn làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha khi bạn vấp ngã sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên một món quà thật quý giá. Thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dâu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.